2023 tại Cột cờ Thu Ngữ ở quận Nhất, một trong những biểu tượng của đô thị sông nước. Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 được chính thức khai mạc, mở đầu cho sự kiện du lịch sông nước lớn nhất từ trước đến nay của thành phố. Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 sẽ là chuỗi đa dạng các hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, thể thao cùng với các hoạt động trải nghiệm sẽ diễn ra ngay bên cạnh sông Sài Gòn, con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị cũng thấy thì ở phía sau đang là hoạt động nhảy sạp, một hoạt động đang diễn ra tại không gian văn hóa văn nghệ trò chơi dân gian diễn ra tại công viên Bến Bạch Đằng, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng trải nghiệm với anh chị quý vị nhé. Nhờ cái lễ hội này á, mà em có cơ hội được chơi những cái trò dân gian mà trước giờ em chưa có được trải nghiệm á chị. Với lại trong cái khuôn khổ lễ hội thì cũng có cái chương trình trên bến dưới thuyền á, thì em thấy khá là thú vị. Em nghĩ là em sẽ dẫn theo gia đình, bạn bè của em tới để trải nghiệm. Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 diễn ra từ ngày 4 tháng 8 năm 2023 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Đến với lễ hội, người dân và du khách có thể trải nghiệm các chương trình du lịch đường thủy, trải nghiệm không gian trên bến dưới thuyền tại kênh Nhiêu Lộc, quận Nhất, bến Bình Đông, quận 8 với các hoạt động tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và mua sắm nông sản, đặc sản của các địa phương. Cảm thấy rất là phấn khởi khi được tham dự đến tham quan lễ hội sông nước của Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm du lịch rất làm cho tôi có rất nhiều điều tự hào về đất nước. Và những dịp mà hè, những lễ hội ở đây, ngoài những cái như lễ hội sông nước hôm nay còn có những lễ hội khác mà chúng tôi là những người du lịch từ xa tới luôn luôn được mong tới Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia những lễ hội của Thành phố Hồ Chí Minh và những vùng xung quanh Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đặc biệt, điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là chương trình nghệ thuật Dòng sông kể chuyện sẽ tái hiện lịch sử Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh với sự kết hợp các loại hình nghệ thuật từ dân gian đến đương đại, từ âm nhạc, điện ảnh, vũ kịch đến công nghệ ánh sáng cùng các công nghệ trình diễn hiện đại và sự tham gia của gần 700 diễn viên, nghệ nhân dân gian. Chương trình được kỳ vọng sẽ lan tỏa niềm tự hào và tình yêu dành cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như truyền cảm hứng du lịch và khám phá điểm đến. Thưa quý vị, lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 với đa dạng các hoạt động hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.